Hello, xin chào anh chị, lại là em Tâm đây. Em Tâm chuyên viên tư vấn bất động sản khu vực Nha Trang Khánh Hòa. Chào mừng quý anh chị đã đến với kênh YouTube Nha Trang Nhà Đất của Tâm. Chiều hôm nay là em đang ở tại thực địa Ngay Thôn, ngã 2 của xã Khánh Phú, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. Hôm nay em muốn review, giới thiệu đến quý cô chú anh chị một lô đất vườn bưởi có sẵn hơn 15 gốc bưởi để cho trái như thế này, nằm trên mặt tiền đường ô tô rộng 6 m phía sau lưng em. Lô đất này có tổng diện tích là 576 m vuông, ngang 10 m và phía sau giáp suối, trước sau là 10 luôn, dài là 57 m, nằm trên đường bê tông rộng 6 m như thế này. Với giá bán là 799 triệu thì em chia ra là chỉ có 1 triệu 380 nghìn cho 1 m vuông. Hiện trạng là đất trồng cây hàng năm và toàn bộ là quy hoạch thổ cư hết anh chị. Từ vị trí của em đang đứng đây là cách ra ngay đường Hương Lộ số 2 là tầm 350 m, cách ra ngay đường này là đường thông ra dân bay luôn, là cách ra dân bay là tầm 650 m. Cách ra ngay ngã ba nước Nhĩ là chỉ tầm 600 m thôi. Cách ra ngay khu công nghiệp sông Cầu là 3,2 km và về trung tâm thành phố Nha Trang của mình là tầm 25 km đồ ô tô thôi, rất là đẹp. Để quý cô chú anh chị hình dung dễ hơn thì em sẽ quay trực tiếp từ ngay đường ngã ba nước Nhĩ, em sẽ đi trực tiếp về lô đất để quý cô chú anh chị xem hình dung về đường xá, và cũng như là tí em sẽ review và bay thêm những hình ảnh là cam cao tổng quát khu vực này luôn để quý cô chú anh chị mình xem thêm nha. Đây anh chị, hiện tại là em đang ở ngã ba nước Nhĩ, đoạn đường Hương Lộ số 2 giáp với lại đường dân bay. Từ hướng này ngay đường Hương Lộ số 2 mình cua vào vị trí đất là tầm 600 m. Hiện tại là em đang chạy ở trên đường Hương Lộ số 2, hiện tại là đường rộng 10 m và sau này quy hoạch mở rộng 30 m. Xung quanh là nhiều farm nhà vườn tại khu vực này. Khu vực ngã ba nước Nhĩ là khu vực trung tâm tiếp giáp xã Diên Phú, xã Diên Tân của Diên Khánh và xã Sông Cầu của Khánh Vĩnh. Khu đây rất là nhộn nhịp, gần chợ, gần trường học. Hai bên là có rất là nhiều nhà vườn. Đó, ở đây là đường thông hết, rất là dễ đi. Đó, hai bên đường là anh chị thấy là nhà ở rất là nhiều. Rồi từ vị trí này là mình cua vào trong đất là tầm 300 m anh chị. Hiện tại đây là đường bê tông 6 m. Phần tâm đường bê tông là 4 m, kể là hai bên là đường 6 m. Khu này là khu vực dân cư ở rất là nhiều. Đó, em chạy thực tế như thế này để anh chị xem cảm nhận đường ô tô đi vào tận nơi luôn. Đường rất là dễ đi, hầu như không có ổ gà luôn anh chị. Hai bên là dân cư ở rất là nhiều. Đó, rất là đẹp luôn. Cách đường Hương Lộ số 2 là chỉ tầm 300 m. Và đây là đường thông, mình nếu mà đi đường này thông đây lại ngay đường dân bay là cách khoảng tầm 650 m. Đó, đi thực tế để anh chị cảm nhận hai bên đường luôn. Hầu như là từ đường vào là dân cư ở hai bên rất là nhiều. Khu vực này là tập trung nhiều vườn bưởi của nhà dân. Rồi, tới đây là tới vị trí mà lô đất mà ngày hôm nay em Tâm muốn giới thiệu tới quý cô chú anh chị đây. Đối diện căn nhà màu xanh dương, đó là vị trí của lô đất. Đây, anh chị, hiện tại là đây là đường rộng 6 m, phần bê tông là 4 m và kể lề hai bên là 6 m, đường hai ô tô tránh nhau luôn. Và đây là lô đất ngày hôm nay em Tâm muốn giới thiệu tới quý cô chú anh chị. Từ cái rào này ngang qua cọc bên đây là 10 m. Đó, 10 m. Về dài là tầm lô này là 576 m, dài 57 m. Phía sau là cũng 10 m, phía sau là giáp suối và có một cái hồ nước để anh chị tưới tiêu luôn. Và đây là những cái lô là đất dân cắt bán, thì anh chị thấy là hiện tại lô này là hiện trạng là đất trồng cây hàng năm và toàn bộ là quy hoạch thổ cư hết, ngay khu dân cư luôn đây anh chị, đường điện dân sinh vào tận nơi luôn. Thì đối với những lô đất mà cây hàng năm mà quy hoạch thổ như thế này, có sẵn đường điện dân sinh vào tận nơi á, thì anh chị có thể là làm những nhà vườn, xây nhà container hôm tây cũng rất là tuyệt vời. Và ở đây là anh chị thấy là đã có sẵn một vườn bưởi 4-5 năm tuổi để cho trái như thế này. Nhìn quay thì anh chị thấy rất là sai trái luôn nè. Đó, rất là sai trái luôn. Thì từ cọc đây nè, kéo qua đây, hiện tại là trên đất là có khoảng là tầm 15 cho tới 20 gốc bưởi, tầm đâu đó là 15-17 gốc gì đó anh chị. Và những cây bưởi ở đây thì anh chị thấy đó rất là sai trái luôn. Đối với anh chị nào yêu thích nhà vườn á, thì không thể bỏ qua lô đất đẹp này. Chỉ 1 triệu 380 nghìn cho một lô đất nhân cho 576 m² thì ra là 799 triệu. Đó, rất là đẹp luôn. Đó, vườn bưởi nè. Anh chị nhìn qua thì anh chị thấy là hiện tại là đất ở đây là thổ nhưỡng rất là tốt, bưởi trái rất là nhiều. Và ở đây là lô đất hiện tại là đã cọc rào hết rồi. Đây, hiện tại là đã rào leo lưới hết rồi anh chị. Đó, đóng cọc rõ ràng luôn. Thì cái này anh chị mà mình mua thì mình có thể là mở cọc ở đây, mình đi vào cũng được.
Hiện tại là anh chị thấy là đang là trời đang mưa luôn, thì em cũng quay trực tiếp để anh chị xem, và tí em sẽ bay thêm vài ảnh lên kênh trên cao để mình xem tổng quát về khu vực. Thì đối diện mình ở đây là có những căn nhà vườn mái thái mới xây rất là đẹp luôn nè. Đó, một căn nhà vườn mái thái, xung quanh là ngay khu dân cư ở, điện nước đầy đủ, đường dân sinh. Từ hướng này là cách ra ngay đường Hương lộ số 2 là 300 m. Đó, xung quanh đây là một cái vườn bưởi rất là đẹp, rất là nhiều trái luôn. Ra đường số 2, Hương lộ số 2 rất là gần. Với diện tích 576 m² thì anh chị có thể là mình nộp chỉ tiêu, mình đăng ký thổ cư. Hoặc cái thứ hai nữa là mình có thể là làm một nhà vườn, nhà tiền chế, mình nhà không xây móng anh chị. Ví dụ như là mình có thể là làm nhà gỗ này, nhà container này, làm kiểu dạng homestay thì rất là đẹp. Với ưu điểm ở đây là anh chị thấy có sẵn một vườn bưởi như thế này, rất là tuyệt vời luôn. Đối với những cây bưởi này là đã 4-5 năm tuổi, và anh chị nào yêu thích nhà vườn thì có thể là mình set up, mình cải tạo thành một nhà vườn phía sau. Phía sau là có một hồ nước và dép suối luôn. Đó, phía trước là có một vườn bưởi đẹp như thế này. Thì nguồn gốc của lô này là trước đây anh chủ anh mua là anh tính anh để dành làm nhà vườn chơi. Nhưng mà vì một số lý do anh cần vốn làm ăn á, cho nên là anh chỉ nhường lại cho người nào mà có tâm huyết, yêu thích nhà vườn thì cải tạo làm thành nhà vườn. 576 m², đất trồng cây hàng năm và quy hoạch thổ cư hết. Đó, xung quanh hàng xóm của chúng ta đây rất là đẹp luôn. Đường đi vào là giống như em có chạy xe vào thì anh chị cũng thấy là xung quanh đây là dân cư nè, ở rất là nhiều. Đó, hai bên đường hầu như đi vào là dân cư ở rất là nhiều. Và đây là đường thông. Đối diện mình là đây, trong đây là cũng có một cụm phân lô nè mà đã bán hết rồi nha anh chị. Đường này là mình đi thẳng tới đây là mình đi ra là đường dân bay luôn. Đây là một cái đường thông Hương lộ số 2 về dân bay. Đó, xung quanh đây là cũng có những cái cây vườn bưởi rất là đẹp nè, nguyên một vườn bưởi luôn. Đối với anh chị nào yêu thích nhà vườn á, thì một cái vườn bưởi mà 4-5 năm tuổi như thế này á, để cho trái sẵn á, đó là rất là một lợi thế rất là đẹp luôn. Bởi vì những cái lô đất vườn mà không có những cây ăn trái sẵn á, khi mình trồng lên phải mất thời gian 3 năm cho tới 5 năm để có trái. Còn ở đây thì anh chị nhìn thấy là cái vườn bưởi của mình á, là trái rất là nhiều, rất là sai trái. Thì chứng tỏ là thổ nhưỡng ở đây rất là tốt. Và cái hai là cây ở đây là cũng là những cây lớn, có sức. Và hiện tại là anh chị thấy trên đất này đã có sẵn hệ thống tưới tiêu rồi nè. Đó, hệ thống tưới nước rồi, anh chị vào là mình chỉ mua là mình có thể là mình đặt nước đây nè, mình làm hệ thống tưới nước tự động á, thì sau là mình đỡ mất công mình chăm hơn. Đó, anh chị thấy trái này rất là sai trái luôn, bưởi không có, hiện tại là không có người chăm mà trái sai như thế này. Thì anh chị phía sau á, mình có thể là mình làm một cái nhà vườn phía sau, còn với ngang 10 mét mặt tiền này á, mình làm cửa thì ô tô vào tận nơi luôn. Đối với đường 6 mét như thế này thì rất là thuận tiện để anh chị này yêu thích nhà vườn. Đó, em đứng đây nè, từ cọc này, từ ngọc này nè, ngang với quay tới lưới B40 là 10 m anh chị. Lô đất của mình là cọc ranh thẳng hàng hết rồi, dài 57 m, trước sau là 10 m luôn, rất là đẹp. Đó, rồi thôi, hiện tại là đây là trời mưa nè, để em sẽ bay một vòng live cam tổng quát về khu vực này để quý cô chú anh chị mình hình dung dễ hơn nha. Đây anh chị, với góc bay live cam này em sẽ bay bán kính một vòng quanh vị trí của lô đất để quý cô chú anh chị hình dung về toàn bộ khu vực này được dễ hơn. Phía sau là lô đất của mình là dép suối nè, và đã được cái phần suối phía sau đã được là chủ đất là đào một cái hồ là để chứa nước cũng như là để dùng nguồn nước tưới tiêu cho cây trồng. Hiện tại trên đất của mình là có đâu đó khoảng là tầm 15 gốc bưởi. Đất là đã được rào cọc ranh rõ ràng rồi, trước sau ngang 10 m, dài 57 m, ngay khu dân cư, toàn bộ quy hoạch thổ cư hết. Đó, rất là đẹp luôn. Đối với anh chị nào mà yêu thích mà nhà vườn nè, cây cối, vườn bưởi có sẵn thì đây là một sự lựa chọn rất hợp lý. Bởi vì có sẵn nguồn nước ngay khu dân cư, mình có thể làm một cái farm nho nhỏ, một nhà vườn, nhà container. Đó anh chị thấy đây là đường thông luôn. Đó thì nãy giờ em cũng đã quay review xung quanh và cũng như bay vài hình ảnh lên kênh trên cao, thì nhiều quý cô chú anh chị cũng đã hình dung được về lô đất mà ngày hôm nay em Tâm muốn giới thiệu tới quý cô chú anh chị rồi, đúng không ạ? Chỉ 799 triệu cho một lô đất vườn có sẵn 15 gốc bưởi để cho trái thu hoạch, quy hoạch thổ cư luôn, thích hợp cho anh chị nào yêu thích nhà vườn thì không thể bỏ qua lô đất đẹp này để được ạ. Đó, đường ô tô 6 m, hai ô tô tránh nhau, rất tuyệt vời, số hồng đầy đủ luôn. Đó, quý cô chú anh chị nè có quan tâm đến lô đất này thì hãy gọi cho Tâm với số điện thoại là 0899 0339. Em Tâm sẽ mời anh chị đi xem đất thực tế và cũng như là hỗ trợ tư vấn pháp lý cho anh chị nếu anh chị quan tâm đến sản phẩm này ạ. Tâm biết ơn quý anh chị đã dành thời gian theo dõi đoạn clip của Tâm. Tâm mến chúc quý anh chị luôn nhiều niềm vui, luôn nhiều sức khỏe và đặc biệt luôn thành công trong những thương vụ đầu tư của mình. Tâm quý tất cả mọi người.